Ở một thế giới xa xăm có tên Athanor, các binh đoàn đang hằng ngày cạnh tranh với nhau để giành được chiến thắng. Nhưng ít ai biết, có một thế lực ác độc đang chuẩn bị xâm chiếm và nuốt trọn thế giới của họ. Đến lúc này, chỉ có những người anh hùng từ các vũ trụ khác mới có thể cứu được thế giới của Liên Quân Mobile. Ơ kìa, có phải Én và Thỏ đấy không? Sao bọn mày lại ở đây? Anh là ai? Tôi không quen, đừng làm quen với tôi. Anh là Độ đây, Độ Misi đây. Thôi, What? Anh Độ ngoài đời nhìn dày nè. Sao mà nhìn quy bu với ông được? Cái gì? Thế mày thì sao? Ngoài đời con Thỏ đâu có nhìn như vậy. Mọi người ơi, nhỡ đâu đây là một vũ trụ khác thì sao? Hình ảnh nhân vật của bản thân mỗi người sẽ được thể hiện qua cảm quan của thế giới này chăng? Không có hiểu. Nó nói đúng đó Thỏ. Ủa ông nội, ông cũng ở đây hả? Ừ. Chào mừng con đã tới với vũ trụ Liên Quân. Đã từ rất lâu rồi, thế giới này vẫn sống trong yên bình. Nhưng gần đây, có một thế lực đen tối đang xuất hiện, bao trùm lên tất cả cây cối, loài vật của thế giới. Đồng đội đánh đồng đội, bạn bè ra tay với bạn bè. Chỉ có các con, những người anh hùng của đa vũ trụ mới có thể cứu được thế giới này. Thì ra ông là người triệu hồi tụi con tới đây. Chính ta. Vậy ai là người triệu hồi ông tới đây? Đối tác của ông bên Liên Quân Mobile đưa tới. Với quyền năng của bản thân mình, ta sẽ trao cho con sức mạnh của các vị tướng Liên Quân Mobile để mọi người có thể chiến thắng cái ác. Vậy là ông nhận cái chớp cứu thế giới này của Liên Quân Mobile xong rồi bắt lại cho tụi con hả? Chính ta. Độ Misi, con sẽ nhận sức mạnh của Florentino. Điểm mạnh, siêu mạnh mẽ, lại còn biết múa. Điểm yếu, nếu mạnh quá sẽ bị nớp. Ông cho sức mạnh rồi cho thêm điểm yếu nữa chi vậy ông? Tại quyền năng của ta chỉ giới hạn vậy thôi. Thỏ, ta sẽ trao cho con sức mạnh của Selene. Điểm mạnh, có một chiếc lao phóng tới có thể gây choáng bất cứ ai. Điểm yếu, con sẽ bị khùng. Hi ha, con sẽ là trợ thủ của cả đội với tài năng của Zip. Điểm mạnh, giọng nói và giọng hát có thể thay đổi lòng người. Điểm yếu, đôi khi con sẽ ăn phải những cái thứ con không có muốn ăn lắm. En, con sẽ hóa thân thành vị tướng Zata. Sức mạnh của con là bắn ra các sợi lông vũ siêu sắc. Điểm yếu, não của con sẽ giống như một chú chim. Cùng với đó, đệ tử của ta, Văn Hên, sẽ tham gia đội hình và giúp đỡ tụi con. Sức mạnh của nó là Hên. Điểm yếu là cũng không có hên lắm. Sức mạnh của bạn là hên hả? Vậy bạn cào thử cho mình cái vé xổ số này coi. Cái thẻ mua 5.000 mà trúng được 10.000 luôn nè. Vậy cào tiếp cái nữa coi. Trời đất ơi, không có đồng nào luôn. Hên là hên sao mày? Hên là tụi mình không lỗ đồng nào khi chơi xổ số đó anh. Ít ra cào 2 vé mà vẫn về được 0 đồng chứ không có mất. Thằng vô dụng. Đó. Tao xin mày đừng chê thằng cu ấy nữa. Tất cả sự trợ giúp đều cực kỳ quan trọng. Anh em tao yếu, nhưng mà anh em tao đông. Ừ. Anh chắc mình đông hơn tụi nó không? Rất đúng. Giờ thì ta phải ở lại đây hoàn tất giấy tờ và thủ tục visa cho các con ở vũ trụ này rồi. Các con hãy tiến lên đi. Chúng con chào năm. Mọi người ơi, sao không để ông Năm dịch chuyển ra cái điểm đến luôn nhỉ? Mà tụi mình phải đi bộ như thế này. Ờ, cái thằng này nói đúng phết nhỉ. Anh cho em hỏi là tụi mình đang đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Ơ, anh tưởng là anh đi theo mày. Em nghĩ nếu không biết mình nên đi đâu thì đứng đợi kẻ xấu tới kiếm mình cho lẹ anh. Ê, tụi nó tới thiệt rồi kìa. Và đây là đội Latino. Wow,
Ôi trời ơi, chết, anh bị nớp mất rồi. Mấy bạn ơi, cho tụi mình xin lỗi, tha cho tụi mình đi. Ê Văn Hên, sử dụng sức mạnh của mày để cứu mọi người coi. Chán thiệt chứ. Không hiểu sao cái đám này được chọn đi cứu thế giới nữa. Ta cứ tưởng bắt được bọn ngươi phải khó lắm. Mày là ai? Hãy xâu mặt ra đi. Cả đời bố mẹ đẻ ra có mỗi cái mặt mà lại không xâu ra. Ta không có mặt, cũng chẳng có tên. Ta chính là hiện thân của Toxic đã ngấm ngầm vào thế giới này rất lâu rồi. Ngươi hãy nhìn xung quanh đi. Đồng đội đánh đồng đội, bạn bè chửi rủa bạn bè. Đó chính là bản chất con người của vũ trụ này mà không ai dám nhận. Tìm mất thủ lĩnh coi như rắn mất đầu. Domisi, ta sẽ tiêu diệt ngươi đầu tiên. Sao? Sợ hả? Mọi người ơi, mọi người nghĩ cách cứu anh Độ đi. Ai cũng được. Nó nói đúng, tụi mình đâu phải anh hùng. Một đứa thì sức mạnh không có thuyết phục được ai, một đứa thì là con chim yếu đuối, một đứa mang năng lực là hên thì nó xui thế bà nội luôn. Ông thủ lĩnh mạnh quá thì lại bị nớp, phế vật nhất tim. Cuộc đời em chưa từng thấy cái tim nào yếu như cái tim này luôn á. Còn mày thì làm sao hả Thỏ? Từ khi bắt đầu cái hành trình này đến bây giờ chẳng có một tí cố gắng nào cả. Suốt ngày mà chỉ chỉ trích người khác là giỏi thôi. Mày đã giúp được ai chưa? Mọi người hãy nghĩ lại đi. Khi chúng ta cãi nhau, Toxic sẽ càng mạnh. Kẻ thù đang cố chia rẽ chúng ta bằng những lời nói ác độc đó. Em xin lỗi mọi người vì đã không giúp được mọi người nhiều hơn. Nhưng mà em thiệt là may mắn vì có những đồng đội như này á. Ego em. Anh xin lỗi mọi người. Anh hiếu chiến quá. Sức mạnh của anh đến từ sự tin tưởng bản thân, chứ không phải là nhờ người khác ban phát. Anh xin lỗi mọi người vì đã không nhận ra điều đó. Em xin lỗi mọi người nha, vì đã chê bai, chỉ trích mọi người. Mọi người dù có điểm mạnh hay điểm yếu thì cũng là bạn của em. Mà đã là bạn thì phải tin tưởng nhau. Hiệu quả rồi anh em ơi. Sức mạnh của tình bạn, tiến lên. Caesar, làm gì đấy chứ? Bắn cầu lửa. Cái thằng này, mày chỉ yếu vậy thôi hả? Nhưng mà team kia có sức mạnh tình bạn. Bên này tao cố hết sức rồi, mày còn mắng. Không nghĩ đến tâm tư của tao à? Giỏi vãi. Ê, tao sang bên kia đây. Ngọt ngào đến mấy cục ta thành mây. Yeah. Cuối cùng cũng thắng được bọn mày ơi. Non. Các con làm tốt lắm. Mọi người đã tự nhận ra sức mạnh để các con chiến thắng chính là lòng tin vào những người đồng đội của mình. Phần thưởng của các con chính là những người bạn sẽ cùng nhau sát cánh từ hôm nay cho tới mai sau. Phần thưởng có nhiêu đây thôi á ông? Nhìn rẻ rúng quá vậy. Ngoài ra còn có cả triệu người đang xem và ngưỡng mộ tụi con nữa. Vậy được,
Mong cái video này nhiều người coi, mất công chạy quảng cáo nữa. Chắc còn chạy quảng cáo nữa không ha? Đúng đó con. Và đã tới lúc các con trở về vũ trụ của bản thân mình. Chúc các con có những chuyến phiêu lưu của riêng mình. Dù cuộc chiến đã trải qua, mỗi người đã trở về vũ trụ gốc của họ với tổ ấm của riêng mình. Nhưng tất cả mọi người đã tạo cho mình một sự kết nối, đó chính là tình bạn, tình đồng chí. Dù có ở xa, họ vẫn có thể tìm thấy nó mỗi khi cầm chiếc điện thoại lên và cùng nhau chơi Liên Quân Mobile. Mỗi người một sức mạnh, một tính cách, nhưng cùng nhau họ sẽ luôn tạo nên một kỳ tích. Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.